Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15. Đến dự hội nghị, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 161 điểm cầu của các xã, phường, thị trấn. Từ năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ vì người nghèo được trên 135 tỷ đồng, quỹ phòng chống dịch COVID-19 được trên 150 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm, thiết bị y tế. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 1.700 căn nhà tặng người có công, hộ nghèo. Các tầng lớp nhân dân tích cực hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường, góp phần cùng với tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận được phát huy hiệu quả. 6 tháng cuối năm và những năm còn lại của nhiệm kỳ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trọng tâm là tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022. Từ nay đến cuối năm, tập trung quyết liệt cho công tác cải cách hành chính, quản trị hành chính công, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phục vụ các dự án đầu tư, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao, bảo đảm an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Hoạt động vừa có tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, vừa tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương phát động, vừa có cách làm sáng tạo riêng. Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên có cách làm hay trong vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội của mặt trận tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực, vụ việc có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, chú trọng bản lĩnh, ý thức chính trị không bị chi phối tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào trong quá trình giám sát phản biện xã hội. Sau khi Ban Bí thư ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, Mặt trận tỉnh cần tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện ngay. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên cùng với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên làm nòng cốt để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân, dựa vào dân để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hơn nữa năng lực của đội ngũ cán bộ mặt trận trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mỗi cán bộ mặt trận không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, trách nhiệm tận tụy, tâm huyết với công việc mà còn phải hoàn thiện phương pháp công tác gần dân, lắng nghe, phân tích tổng hợp ý kiến của nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên thay mặt lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và mong đồng chí cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Hưng Yên hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới đây cũng như là một số các nhiệm vụ trọng tâm, tuyên truyền ổn định tình hình nhân dân, nhất là ở các vùng triển khai thực hiện các dự án
trọng điểm của tỉnh liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hay là vận động nhân dân, bà con, tôn giáo tham gia các cái chương trình mục tiêu phát triển như là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hay là các chương trình về bảo vệ môi trường cũng như là các chương trình về giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn tỉnh của chúng ta. Thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tập trung giám sát thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên, phối hợp tham gia hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, các ngành chức năng và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân xã, phường, thị trấn, Ban công tác mặt trận. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tiếp tục tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và thực hiện tốt công tác tiếp dân, kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên và đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trước đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo của huyện Tiên Lữ, tặng tiền hỗ trợ xây nhà cho 3 hộ gia đình, người có công và hộ nghèo, trị giá mỗi nhà 80 triệu đồng, tặng quà cho 30 gia đình hộ nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã đến tặng quà cho ông Nguyễn Văn San, thương binh loại 2 ở thôn Phượng Tường và bệnh binh loại 2 Lương Xuân Ngưng ở thôn Linh Hạ cùng ở xã Nhật Tân.